Từ 7:30 sáng ngày hôm nay, hơn 870.000 thí sinh bắt đầu làm bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn toán trong 180 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định giống như năm 2015, năm nay đề thi tiếp tục đặt ra yêu cầu ở hai mức độ, căn bản và nâng cao. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm 60% và nâng cao chiếm 40% để đảm bảo phân loại được thí sinh. Trong 4 ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 7, thí sinh sẽ thi Trung học Phổ thông Quốc gia với 3 môn bắt buộc, gồm toán, văn, ngoại ngữ và 5 môn tự chọn. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hôm qua tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 871.362 em, đạt tỷ lệ 98,22%.